You know what it is, R-I-C-K-Y. Như cái store cùng với anh bạn của tụi bạn Soi. Hãy đến với tiệm của chúng tôi là Soi Hot Boy. Yeah, yeah, yeah. Đừng để đôi mắt nhìn thay, mà hãy mang trực giác ra mà xài. Một lần có thể xếp sai, hai lần xếp bảy bái bái cho rồi. Ai là số 1, hey yeah. 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 Tụi anh là Soi Hot Boy. 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 Mời em vào Soi Hot Boy. Anh ơi đừng ăn cơm tấm, ở đây có bán xôi. Người mua người trang đông lắm, không ăn tới coi. 6 giờ sáng là đã dọn quán bài ván ngoài vỉa hè, vừa cuốn vừa gói vừa ăn lại có đi chay trà để về ăn xôi việc xôi gà xôi đậu xôi chuối. 10.000 là ăn bao no nên chắc lo phiền khi tiền trong túi. Mấy cô nàng thêm xinh tươi vì ăn xôi đậu xanh tôi nấu. Còn ai mà đang cô đơn ăn xôi tôi xong là sẽ có gấu. Chị hiểu không? Vô đây mà ăn xôi tôi. Hoa hậu cũng ăn xôi tôi. Biên tập cũng ăn xôi tôi. Ông đạo diễn cũng ăn xôi tôi. Mấy cô đồ ăn tôi luôn ý nhầm phải nói là ăn xôi tôi. Đang buồn thì ăn cho vui để ngày bớt nhà canh cho chút hành chút tiêu chút muối. Đừng để đôi mắt nhìn thay, mà hãy mang trực giác ra mà sai. Một lần có thể xếp sai, hai lần xếp bảy bái bai cho rồi. Ai là số 1, hey yeah. 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 Tụi anh là Soi Hot Boy. 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 Mời em vào Soi Hot Boy. Em ơi em muốn đi ăn gì đây, xôi xéo hay là xôi giò? Yeah, 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 yeah. Hôm nay anh muốn ăn xôi thật no cho nên em đừng tiếc tiền. Yeah, 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 yeah. Ai, yeah, hôm nay ăn xôi thật đã trời. Ai, yeah. Hôm nay ăn xôi thật đã trời. Hôm nay ăn xôi thật đã trời. Hôm nay ăn xôi xôi hot boy. Hay quá, hay quá, quá hay, sinh động, náo nhiệt. Phong cách, stylish, style, stool. Vỗ tay. Gì vậy? Đây là cái người DJ cho các bạn kia rap. Wow. Nhưng anh ấy đến đây không phải nghề DJ. Làm gì? Làm gì? Bán xôi xỉu luôn. Thì đây, nhìn đi, vô, xin mời. Quay lại. Dạ dạ, anh có chuyện gì anh? Quay à? Dạ anh có chuyện gì anh bình tĩnh anh nói đi ạ. Anh chơi gói xôi kinh. Mình chập chững bước chân ở Sài Gòn, không biết làm gì và đi đâu. Tiện thể gia đình có tiệm xôi thì mình nối nghiệp gia đình cho đến thời gian hiện tại. Trong Sài Gòn thì lá sen nó ở quanh năm. Đó là một lợi thế, tận dụng cái loại lá đó để gói xôi là một nét đặc trưng riêng của gia đình. Mình bán hàng thì là từ 6 rưỡi đến khoảng độ thường thường thì là 8 rưỡi hoặc 9 giờ là mình hết và mình đi về. Em cũng thấy mình có chút gọi là điển trai một xíu. Xôi ok mà ông chủ bán xôi cũng ok. Anh thì anh thấy anh rất là đẹp trai, giống như diễn viên Hàn Quốc. Đố các bạn biết mình bán xôi được bao nhiêu năm và mình có phải số 1 hay không? Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao có màn DJ đọc rap xong mới có màn bán xôi? Vì ngày xưa anh ta bỏ DJ để về bán xôi, bị DJ không có tiền bán xôi, lời. Đó, mình trang trí vậy đó. Ai làm lại thì bán xôi rồi. Ai làm lại? Đồ nhiều loại lắm.
Đây, thưa quý vị, xôi cốm của Hà Nội. Đây, xôi xéo Hà Nội. Còn đây, ít là chả bông cá hay là gà? Heo. Heo. Hành phi. Quá ngon. Hành phi hấp dẫn. Đây là đường đậu phộng. Rồi, ai ăn cái gì? Thơm quá. Ăn cái gì? Xôi bắp. Xôi bắp. Anh ơi, cho em hỏi, ủa sao em nghe nói là nghề DJ cũng kiếm được nhiều tiền lắm, sao anh bỏ anh đi bán xôi vậy? À, cuộc sống của nghề DJ thì nó là khác với mọi người. Nó sống vào đêm khuya. Anh vô Sài Gòn được bao lâu rồi? Dạ, được 6 năm rưỡi. Sáu năm rưỡi, vậy bán là anh bán xôi được khoảng em... 5 năm. À, cái này là theo nghiệp của gia đình thì là 6 năm rồi. 6 năm rồi. 6 năm rồi. Nếu các bạn biết mình bán xôi được bao nhiêu năm? 6 năm rồi. Ừ. Em đã bán một thời gian rồi. Em ơi, mình đang chơi trò chơi đoán cái thời gian mà em nói bà ra rồi chơi gì nữa. À, thưa quý vị, kinh doanh từ gia đình nữa nghe, từ ngoài Bắc nữa nghe. Rồi, tính là gia đình kinh doanh lúc đó. Tính cái đâu? Ông này ông đang đi học mà, vô đây ông cứ chính. Bánh xôi có đầu rung anh, thiệt không sao đâu, bình tĩnh, mình không sao nha. Rồi có cái lá sen nó rung quá thiệt á, nói nào dính cái đó trơn à. Có xôi bắp nè, sau đó em bỏ miếng hành phi, giòn tan và thơm. Trà bông heo mà nó độ mặn nó vừa phải. Sau đó em rải lên một miếng muối đậu phộng nữa quý vị ơi. Nhìn em mà chết nha quý vị. Hãy chia cho mọi người, con thử đi. Anh, thu nhập của mình bây giờ ổn định chưa? Cho chị này, cho chị này. Con bé sao nó hỏi thu nhập người ta không vậy? Ai ra hỏi thu nhập chứ trời. Thì bây giờ mình hỏi được cái thanh năm rồi, mình hỏi thu nhập mình cho biết. Thí dụ anh cần người phụ em qua em phụ ảnh. Có muỗng nè, có muỗng nè quý vị ơi. Rồi. Em hỏi sao là không múc bằng muỗng, không múc bằng đũa. Anh nói là cái truyền thống từ từ cha mẹ để lại. Nghệ sĩ mình ăn uống bớt bớt ăn bốc lại đi quý vị ơi. Có muỗng rồi mà quý vị ơi. Bớt ăn bốc lại đi quý vị ơi. Thưa quý vị, đây là cậu bé rất thật thà. Họ thấy ngủ. Em bắn trôi được như năm. Dạ 6 năm rồi anh. Nhưng biết đâu được, đó là một kịch bản của chương trình tạo ra cho cậu ấy. Không, tôi không tin đâu, thường thường mấy người buôn bán người ta thật thà lắm. Đúng rồi. Tại sao hồi xưa đang làm DJ mà bỏ đi bán xôi? Thật lòng nhất. Em bị suy nhược cơ thể. Suy nhược cơ thể, đứng lâu và thức đêm không tốt. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà bán xôi là phải dậy sáng sớm. Nhưng mà chỉ là một tí buổi sáng thôi nên là. Nhưng mà đêm trước là phải ngâm nếp. Vâng, ngâm nếp và làm chuẩn bị các gia vị. Đúng rồi. Và sáng hôm sau là phải dậy đồ xôi. Vâng, 4 giờ sáng. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đã trải qua được một thời gian dài thì cái việc mà ngủ sớm và dậy sớm thì nó rất là tốt cho cơ thể em. Dạ vâng. Và em khỏe hơn. Vâng, em thấy khỏe. Và thứ nữa, một điều nữa là bán xôi cũng có thu nhập. Vâng, đúng rồi. Và thu nhập đó cũng ổn định chứ không phải là không. Dạ vâng. Và đặc biệt là mình mang tới cho mọi người một cái món ăn ngon mà rẻ tiền. Đúng không? Vâng, đúng rồi. Mà độc đáo nữa đúng không? Vâng. Và gia đình mình cũng rất là hài lòng đúng không? Vâng, vì theo nghiệp của gia đình. Là mình bán được 6 năm rồi. Thế thì cái xôi này là ai truyền lại cho mình? À, vì nó bây giờ là nghề gia truyền mà. Và từ ông bà đến bố mẹ của em đến đời thứ ba rồi. Em là đời thứ ba rồi, em là F3 rồi. Vâng, F3. Và hiện tại là anh thấy là buôn bán rất là tốt. Vâng. Thì em có nghĩ là sau này em sẽ ở Sài Gòn, em sẽ mở nhiều chỗ không? Đặt là xôi lá sen. Trong tương lai em nghĩ là có. Anh chúc cho cái tương lai của em, cái dự định sẽ thành công tốt đẹp. Vâng, em cảm ơn anh. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh Vi Giải Trí.